ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Để làm nên chiến công được coi là vĩ đại nhất trong suốt 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có vai trò to lớn của hàng vạn cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva về đình chiến. Đất nước Việt Nam chia thành hai miền Nam Bắc. Đế quốc Mỹ thay chân Pháp với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và làm căn cứ quân sự để tấn công vào miền Bắc nhằm ngăn chặn chủ nghĩa xã hội phát triển xuống Đông Nam châu Á. Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về miền Nam lập chính phủ mới và dồn dập đưa hàng trăm cố vấn quân sự, tình báo, gián điệp Mỹ vào miền Nam. Ngày 5 tháng 9 năm 1954, Bộ Chính trị họp và xác định xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lực lượng công an nhân dân chuyển hướng tổ chức và hoạt động để đáp ứng với cuộc đấu tranh ở mỗi miền. Lợi dụng việc tập kết 300 ngày theo hiệp định, CIA tiến hành kế hoạch kích động, dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào theo đạo Thiên Chúa di cư vào Nam, hòng gây rối an ninh trật tự ở miền Bắc và tạo chỗ dựa cho chúng khi thực hiện tổng tuyển cử tự do, thống nhất đất nước. Lực lượng công an đã phối hợp với quân đội và các ngành đấu tranh với âm mưu này của địch. Bằng công tác vận động quần chúng kết hợp với việc truy bắt các đối tượng cầm đầu, đấu tranh với bọn phản động và tay sai cuồng tín, chúng ta đã làm thất bại âm mưu này của địch. Hội nghị bảo vệ chính trị công an nhân dân lần thứ 2 tháng 4 năm 1955 đã xác định đánh mạnh vào những hoạt động gián điệp ở miền Bắc của đế quốc Mỹ, Pháp, Anh do đế quốc Mỹ cầm đầu, tích cực đập tan âm mưu và những hoạt động phá hoại của các đảng phái phản động. Bằng công tác phát động quần chúng bảo vệ trị an, bảo mật phòng gian kết hợp với công tác tình báo, chúng ta đã phát hiện, đấu tranh, khám phá hàng chục tổ chức gián điệp do Pháp Mỹ cài lại, thu hàng chục tấn vũ khí điện đài. Điển hình là các vụ án C-30 do Trần Minh Châu, tức Cập, chỉ huy. Đây là một cái tổ chức gián điệp Mỹ cài lại đầu tiên với quy mô rất lớn mà tính chất thì rất nghiêm trọng. Vừa thu thập tình báo, vừa phá hoại và ám sát. Thông qua chính sách và bằng biện pháp nghiệp vụ, ta đã tìm cách để kéo người ở trong tổ chức của nó. Đồng thời, ta đánh người của ta vào. Vụ GM65 do Hoàng Văn Măng phụ trách đã bị lực lượng công an thành phố Hải Phòng bắt gọn. Ngay ở trên tàu hỏa đã có trinh sát rồi, chúng tôi liên lạc với nhau. Thế đến Hà Nội thì cái là ra hỏi ô tô đón xuống tàu hỏa thì mình đã biết rồi. Bảo anh có phải anh Văn không?
Vâng, có anh đi công tác, có chúng tôi là người ở bộ đưa cho đón anh đi. Thế là chúng tôi đưa nó lên xe. Thế là xe bây giờ chúng tôi trùm kín, chạy vòng vèo một đoạn rất dài. Thế bây giờ chúng tôi nói, bây giờ chúng tôi là công an và anh đã có lệnh bắt. Truy xét đến đâu thì chúng tôi mở rộng án đến đấy. Là cứ lần lượt chúng tôi đấu tranh đấy, khi mà bắt hết cái số đối tượng mà từng tổ một nó khai ra. Khi mình đào suốt từ tờ mờ sáng cho đến mãi chiều mới thấy toàn bộ vũ khí điện đài ở cái điểm số 7 Thuận Thái này. Tại các tỉnh biên giới phía Bắc, lực lượng công an phối hợp với bộ đội và vận động quần chúng tiến hành tấn công chính trị, kết hợp với biện pháp vũ trang vào bọn phỉ Đặc Vụ Tường và bọn phản động trong tầng lớp trên người dân tộc, bắt diệt và làm tan rã hàng ngàn tên, thu nhiều vũ khí. Bằng các kế hoạch tình báo, các tổ công tác DB10, GM5, P10 được cử sang phối hợp với an ninh Lào và Campuchia, đã đánh tan cụ phỉ tại Phong Sa Lì, vận động quy hàng hơn 300 tên phỉ người Lào và người Thái, Tây Bắc, giải quyết triệt để vấn đề phỉ, bảo vệ an ninh biên giới Tây Bắc của Tổ quốc. Đã dập tắt các vụ xưng vua đón vua, kịp thời chấn áp các vụ bạo loạn vũ trang như vụ Giào San, Hồ Thầu ở Phong Thổ, Lai Châu, Đồng Văn ở Hà Giang cuối năm 1959, đầu năm 1960. Lực lượng công an làm nòng cốt, kết hợp với vận động quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự thông qua các phong trào phòng gian bảo mật, xây dựng nông thôn mới, đã giữ được sự bình yên khu phố, thôn xóm. Tham gia công tác sửa sai trong cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, nông nghiệp, khắc phục hậu quả chiến tranh và tàn dư cũ để lại, đã góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế, tạo nền tảng cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tạo thế lực cho cách mạng miền Nam. Trước sự lớn mạnh không ngừng của cách mạng, đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh gián điệp, đồng thời tập trung điều tra mục tiêu quân sự, các tuyến đường giao thông huyết mạch vận chuyển chi viện cho miền Nam. Trong vòng 10 năm từ 1961 đến 1970, Mỹ đã tung 103 toán gián điệp với hàng trăm tấn vũ khí, thuốc nổ, phương tiện thông tin liên lạc vào miền Bắc. Đảng ta đã xác định công tác phòng chống gián điệp biệt kích là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn quân, cần phát động quần chúng tham gia vào cuộc đấu tranh này. Đó là nhiệm vụ chiến lược của ngành công an. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, lực lượng tình báo của ta đã triển khai đồng thời hai biện pháp công khai và bí mật để thu thập tin tức, phát hiện trước âm mưu của Mỹ ngụy mở chiến dịch đường 9 Nam Lào để tiêu diệt quân chủ lực của ta, phát hiện âm mưu của tình báo nước ngoài đối với miền Bắc, các hoạt động chiến tranh tâm lý của CIA, kế hoạch tập kích giải cứu phi công Mỹ tại Sơn Tây. Từ đó đã triển khai thành công các kế hoạch nghiệp vụ. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với quân đội, sử dụng trò chơi nghiệp vụ, dùng người của địch, phương tiện của địch để đánh địch. Nó tin, nó thấy rằng là như thế là cái toán của nó súng đã cài cắm được và hoạt động được, cầm chân được ở phía Tây Bắc này. Nó ngồi trên xe cứ dở bản đồ ra, cứ đi ngoằn 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 ngoằn. Thế nó bảo thưa ông đây rồi, thế đây rồi thì nhìn thì một ta lui thẳng đứng phá cái này thì nguy hiểm. Tôi nghiên cứu mà cái cầu khác phá cũng phá, nhưng phá cái thì có thể ấy cây đi được ngay. Báo cáo bộ khu đồng ý cho phá này. Thế mới tôi mới trực tiếp cùng quân vũ trang phá, đặt thuốc nổ cho cầu nó tung lên. Khi mà thằng con bay là trùm của CIA ở lúc bây giờ đấy báo cho McNamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biết rằng là cái toán này đã phá được mấy cái cầu này, thì McNamara mừng lắm, coi như là một cái sự kiện lớn mà có thể thay đổi được cái tiến trình của cái chiến tranh ở Việt Nam.
khi biết rằng đã mắc phải kế hoạch phản gián của công an Việt Nam, Mỹ, Ngụy buộc phải thú nhận. Đây là thất bại nặng nề nhất của CIA và các cơ quan tình báo gián điệp Ngụy. Một thất bại đã biết trước nhưng khó tránh. Từ năm 1955 đến năm 1972, chúng ta đã khám phá, bóc gỡ hơn 200 vụ gián điệp biệt kích, câu nhử, bắt giữ, đánh chặn hàng trăm toán gián điệp biệt kích, xâm nhập bằng đường biển, đường không và giới tuyến, diệt và bắt hàng ngàn tên, thu hàng trăm tấn vũ khí, thuốc nổ, phương tiện thông tin liên lạc, thuốc men và nhu yếu phẩm. Những chiến lợi phẩm này đã chuyển cho an ninh miền Nam đánh địch. Mỹ bộc lộ rõ ý đồ hất cảng Pháp ở miền Nam bằng việc đưa CIA vào dưới danh nghĩa phòng điều hành hành động và FBI vào dưới danh nghĩa cơ sở xuất nhập cảnh, cùng với việc điều 3.500 nhân viên dưới danh nghĩa cố vấn quân sự tới Sài Gòn. Ngô Đình Diệm tăng cường củng cố quyền lực bằng cách thủ tiêu các tổ chức đối lập, tàn sát đẫm máu những người yêu nước, trả thù những người kháng chiến cũ với quốc sách tố cộng, diệt cộng, biến miền Nam thành trại tập trung khổng lồ. Dự báo trước tình hình, an ninh miền Nam đã bố trí đưa lực lượng ra miền Bắc để đào tạo, phục vụ cuộc kháng chiến lâu dài. Số được đảng phân công ở lại thì thay tên, đổi họ, chuyển vùng, xã hội hóa để tiếp tục hoạt động. Tháng 10 năm 1954, xứ ủy thành lập ban địch tình gồm lực lượng công an và tình báo quân đội với nhiệm vụ điều tra, phát hiện âm mưu của địch, tham mưu cho cấp ủy có chủ trương đối sách kịp thời chống càn quét khủng bố, chống chính sách tố cộng diệt cộng, bảo vệ đảng, bảo vệ các cơ sở cách mạng và phong trào cách mạng. Chúng ta mới bố trí người, những cái anh em công an có nhiều nhân mối cũ, và hai là những cái người có cái thế về để mà nằm ở trong vùng địch mà hoạt động. Và lúc bấy giờ xứ ủy cũng điều động tất cả các bạn cán bộ nào và có cái khả năng gì để mà cài cắn trong lòng địch và quan hệ với các cái người trong lòng địch, làm cho địch thì là giao cho tình báo để làm. Phải nói là lúc bây giờ cái chỉ đạo của xứ ủy rất là tập trung. Bộ Công an cũng đã bố trí được đồng chí Phạm Ngọc Thảo vào bộ máy cao cấp của Ngụy Quyền. Ban địch tình Tây Nam Bộ góp phần giải thoát đồng chí Nguyễn Hữu Thọ trở về chiến khu. Ban địch tình Tây Ninh tổ chức ám sát Ngô Đình Diệm tại Buôn Mê Thuột. Khi mà Diệm đứng yên vị trí thì là để hô chào cờ, tất cả đều hướng về cờ, thì lúc đó là nó bất ngờ nhất. Tôi là đẩy sạc cơ rồi mình xuống lên nhắm vài tay Diệm lại. Tôi bóp vào nổ một cái bốt, thì thấy khói tỏa ra như thế. Quá trình bám đất bám dân để bảo vệ đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, kiên cường bất khuất đấu tranh, hy sinh anh dũng, góp phần làm nên cuộc đồng khởi cuối năm 1959, đầu năm 1960. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, đã tiếp tục lãnh đạo an ninh miền Nam chiến đấu chống Mỹ Ngụy. Để chủ động cho công tác đánh địch lâu dài, Bộ Công an đã cử đồng chí Viễn Chi vào khu tập kết 200 ngày tại Cà Mau dưới danh nghĩa Sĩ quan Ủy ban Liên hiệp Đình chiến để truyền đạt chủ trương đẩy mạnh công tác kháng phiền của Bộ Công an ở miền Nam. Và trong đó thì tôi đã gặp các đồng chí phụ trách. Lúc giờ là đồng chí Văn Viên, là sứ ủy viên.
đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Cao Đăng Chiến, và tôi truyền đạt đầy đủ những nhiệm vụ, những yêu cầu mà Bộ Công an đã trên đã giao cho tôi. Thế sau đó đấy thì tôi gặp đồng chí Phạm Hùng để báo cáo lại. Thì những chỉ thị của Bộ Nội vụ đúng giờ và Bộ Công an đúng giờ đấy, thì bây giờ đối chiếu với tình hình sau đó 2 năm thì rất đúng. Và quá là 2 năm sau thì bọn Hiếu Sinh Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã phá hiệp định Geneva và ngành công an ta không chủ động, không bị động. Một mặt thông qua một số chuyên án gián điệp Mỹ Pháp cài lại, chúng ta đã tương kế tự kế đưa người của ta vào hàng ngũ địch. Mặt khác, tận dụng thời điểm khi địch đang cưỡng ép đồng bào theo đạo Thiên Chúa di cư vào Nam, thì những chiến sĩ tình báo trong lực lượng công an của thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Linh đã kịp thời thay tên, đổi họ, hòa trong đồng bào, xuống khu tập kết 300 ngày tại thành phố Hải Phòng để lên đường vào Nam, ra nước ngoài như Điệp Sơn, Hoàng Trọng Bá, Đỗ Văn Kha. Khi mà vào bên này, bắt đầu qua bên Hải cái đấy, thì người của nó, cái tụi này phải nhờ người của đồng chí Kinh Duyên đến đó. Đấy. Nhưng mà sau đó thành nó ra, giữ bác rồi. Thằng đó thì nó giữ, chứ là chính cái tụi trong đó không biết gì cả. Đấy. Đánh điện ra ngoài này bảo, có lẽ là tôi bị trong ngoài ngoài này giữ. Ngoài đó, trong đó không biết gì, tức là chính tụi Mỹ và tụi nó không biết gì hết. Đấy. Vì nó Việt Nam đây để nó giấu. Nó giữ bao mấy năm ạ? 3 năm. Trong năm 1959, Bộ Công an cũng đã chọn 5 cán bộ đi cùng đoàn do Ban Thống nhất tổ chức vượt Trường Sơn. Đoàn có nhiệm vụ thực hiện mệnh lệnh một chiều từ Hà Nội qua công tác thông tin liên lạc. Tháng 3 năm 1957, Bộ Công an đã họp và chủ trương lấy cán bộ công an miền Nam tập kết hiện đang công tác ở các ngành về lại lực lượng để chuẩn bị chi viện. Ngay đợt đầu tiên đã có gần 1.000 cán bộ đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn từ các sư đoàn quân đội ở Nam Bộ, khu 5 và Tây Nguyên về tập trung tại trường Công an Trung ương để huấn luyện, đào tạo. Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an nhận định âm mưu và hoạt động của địch, đồng thời xác định lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm chi viện cho an ninh miền Nam về mọi mặt. Năm 1959-1960, Bộ Công an thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo cán bộ với Ủy ban An ninh, Bộ Nội vụ, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Để chuẩn bị nguồn cán bộ cốt cán cho an ninh miền Nam sau này, Bộ Công an đã cử một số cán bộ công an người miền Nam như các đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Lê Minh Đức, Cao Đức Hoàn, Mười Quang, Ba Lưu đi đào tạo có hệ thống tại Liên Xô. Từ năm 1960, cách mạng miền Nam có những bước phát triển mới. Các căn cứ địa của khu tỉnh được hình thành, công tác bảo vệ căn cứ khu cũng được đặt ra. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm bảo vệ căn cứ thời chống Pháp để áp dụng trong tình hình hiện nay. Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo các khu tỉnh, Bộ đã tuyển chọn 36 cán bộ quê ở các tỉnh miền Nam đã được huấn luyện nghiệp vụ đưa về Nam chiến đấu, bảo vệ cấp ủy và căn cứ địa. Đây cũng là số cán bộ đầu tiên trong các ngành lên đường vào Nam. Trong giai đoạn này, công tác chi viện cho địa báo miền Nam cũng được triển khai có hiệu quả. Bàn giao các tổ phái khiển ở các vùng chiến thuật 2, 3, 4 và đặc khu Sài Gòn cho an ninh miền Nam. Cung cấp 14 loại danh sách về tổ chức và hàng ngàn cá nhân địch phục vụ có hiệu quả công tác nắm tình hình và đấu tranh phản gián của an ninh miền Nam. Cái chi viện của Bộ ấy, thì
Tôi thấy rằng bộ chi viện, tức là sau quân sự thì bộ công an là cái người chi viện tích cực nhất, phải nói thế. Mà đều chọn cho miền Nam là những cái cán bộ là xuất sắc cả. Cái tuyển báo chiến lược ấy, họ đi theo đường di cư. Thế rồi thì cho tranh đơn phương bị thất bại. Để cứu vãn tình thế, Mỹ chuyển sang chiến tranh đặc biệt với công thức cố vấn Mỹ, chỉ huy Mỹ và quân ngụy. Mỹ đã đưa 16.000 cố vấn Mỹ và số lượng lớn binh sĩ kỹ thuật cùng với 45.000 quân ngụy để thực hiện kế hoạch Staley-Taylor nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Đối đầu với kế hoạch này của Mỹ ngụy, lực lượng công an đã thiết lập các ban an ninh ở hầu hết các địa phương thuộc vùng giải phóng và vùng tranh chấp, vừa tuyển chọn, vừa bồi dưỡng nghiệp vụ. Bộ máy an ninh các cấp đã kiện toàn. Khó khăn lớn nhất của an ninh miền Nam khi đó là thiếu cán bộ để hình thành bộ khung an ninh. Do vậy, việc đối phó với âm mưu hoạt động gián điệp của địch, diệt ác, phá kìm, mở rộng vùng còn hạn chế. Trước tình hình đó, việc chi viện cán bộ công an cho chiến trường miền Nam trở thành yêu cầu cấp bách. Đường mòn Hồ Chí Minh hay còn gọi là hệ thống vận tải vượt Trường Sơn ra đời. Đây là hệ thống vừa cơ giới vừa thô sơ, chạy suốt chiều dài đất nước. Tại con đường này, hàng nghìn cán bộ công an ngày nghỉ đêm đi đã qua đây trong đội quân Nam tiến để đi giải phóng miền Nam. Đường mòn Hồ Chí Minh với vị tư lệnh mở đường là đồng chí Phan Trọng Tuệ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, đã tạo ra lợi thế đặc biệt không chỉ từ Bắc vào Nam mà còn từ Lào và Campuchia sang miền Nam Việt Nam. Tháng 6 năm 1961, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an tuyển chọn gần 300 cán bộ quê ở miền Nam và ở cả miền Bắc đang giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Phó trưởng Ty, trưởng Phó phòng, quận, huyện và cán bộ trung cấp về Trường Công an Trung ương để bồi dưỡng đường lối, phương châm, nguyên tắc đấu tranh. Tháng 2 năm 1962, đoàn đã lên đường vào Nam. Đây là lớp cán bộ trung cao cấp đầu tiên của lực lượng công an chi viện cho an ninh chỉ Thiên Huế, Liên Khu 5 và an ninh trung ương cục. Đợt chi viện này đã có tác dụng rất tốt, ảnh hưởng sâu rộng đến phong trào chi viện cho an ninh miền Nam ở khắp các đơn vị địa phương miền Bắc. Hàng ngàn lá đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu của cán bộ chiến sĩ công an ở các đơn vị địa phương đã gửi về Bộ Công an. Để đảm bảo liên lạc giữa Bộ và an ninh miền Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn cũng chọn 42 đồng chí trong số này để huấn luyện mật mã, quy ước liên lạc một chiều và trang bị đài bán dẫn. Các cái điện đài của Bộ Công an, của Thường vụ Trung cục chỉ đạo cho Ban ninh Trung cục, các điện đài của an ninh các khu, các tỉnh và các cái trọng điểm trên toàn chiến trường miền Nam làm cái nhiệm vụ thông tin liên lạc, gồm 16 đầu mối để nắm chắc các cái hoạt động của máy bay B-52 của Mỹ để phục vụ cho cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban ninh Trung cục. Năm 1963, An ninh Trung ương cục tổ chức Hội nghị An ninh toàn miền lần thứ nhất. Sau hội nghị, lực lượng an ninh toàn miền đã phát động phong trào bảo mật phòng gian và phát hiện hàng chục vụ nội gián cài cắm vào cơ quan đảng, đẩy mạnh công tác diệt ác, trừ gian, phá ấp chiến lược, thiết lập chính quyền cách mạng. Hàng ngày nó đánh kinh khủng. Tình báo nó phái vô là từ ở Củ Chi phái vô. Mà tình báo Củ Chi là an ninh quân đội với là tổng gia cảnh sát với các loại tình báo đánh vào cái căn ở Củ Chi, cái bằng đạp đánh vào Củ Chi và xuống sông xuống cục, đó là địa bàn chủ yếu. Ngoài ra là Phú Đông, Phú Hòa Đông là từ ở Bình Dương đánh qua,
rồi binh cát lên nó tới, rồi chẳng bằng nó vô. Nghĩa là nó có nhiều cái hướng đánh. Mà lúc đó là tôi là cái trưởng ban là bảo vệ căn cứ. Trong thời gian đó là tôi phát hiện như thế là gần 4 năm, mấy chục cái tôi quên đi, như đại khái á, là tôi phát biện 25 vụ án gián điệp. Từ năm 1961 đến năm 1965, an ninh miền Nam phối hợp với quân đội và các ngành đã khám phá 458 vụ nội gián, phá 4.248 ấp, 10 khu trụ mật ở 87 xã để đưa hàng chục vạn dân về nơi ở cũ. Lực lượng an ninh toàn miền đã góp phần diệt và bắt 39.038 tên, đưa đi giáo dục cải tạo hơn 2.000 tên. Ở các vùng căn cứ, ta đã bảo vệ tốt các cơ quan đảng và các lực lượng giải phóng miền Nam. Thành quả của lực lượng an ninh giai đoạn này đã góp phần to lớn đánh thắng chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy. Bởi các đồng chí có sống ở trong lúc đó vẫn biết là mình cứ để cho nó đó là bắn giết rồi tất cả cái đấu tranh chính trị không nào. Thế bây giờ được võ trang mà tự vệ mà quánh một trận như thế thì các đồng chí phải sống ở trong đó mới biết cái sung sướng và cái tác động nó lớn lao đến cái mức nào. Và như thế là lại đúng cái thời kỳ mà mình là tiếp nhận được nghị quyết 15 và mình triển khai nghị quyết 15, cho nên nó tạo ra một ảnh hưởng rất lớn. Và từ cái ảnh hưởng tụi nó run sợ như thế, rồi súng ống của mình chủ yếu đánh cái trận đó là để trang bị cho địa phương, để đồng khởi. Cho nên rằng là không những súng mẹ để súng con, mà chính là nó làm lật ngược thế cờ, thay đổi một cái bước mặt chiến lược, thay đổi cái tình hình. Nhằm tăng cường công tác nắm tình hình địch một cách sâu sát và có tầm chiến lược, Bộ Công an đã phái 5 tổ tình báo vào hoạt động tại chiến trường miền Nam. Tổ A1 hoạt động tại Sài Gòn Gia Định, tổ A2 hoạt động tại Cực Nam Trung Bộ, tổ A3 hoạt động tại Quảng Đà, tổ A4 hoạt động tại Huế và tổ A5 hoạt động tại Quảng Trị. Các tổ tình báo này đã phát huy tác dụng lập tức, đã phát hiện được âm mưu chủ trương chiến lược của Mỹ Ngụy, tình hình nội bộ của Ngụy quyền, tình hình địch chuẩn bị tung gián điệp biệt kích ra miền Bắc để Bộ Chính trị kịp thời có đối sách trong đấu tranh chống phản cách mạng tại miền Nam. Anh Huỳnh Việt Thắng với tôi là xuống để là làm rõ coi như thế nào để thuyết phục anh ta trong suốt một tháng. Thì anh ta là nhận là khai. Anh ta viết rõ, rất rõ cái kế hoạch mà thằng sở mật vụ của phủ tổng thống Sài Gòn á, là đánh anh ta ra. Rồi anh ta còn cung cấp cho, nghĩa là an ninh miền Nam nắm được một số tình hình địch về tổ chức sở mật vụ của địch, tổ chức cái trong phủ tổng thống và các cơ quan mà tâm lý chiến này kia, anh ta là cung cấp đầy đủ khá. Phong trào cách mạng miền Nam phát triển mạnh trên cả 3 vùng. Ta đã kiểm soát 2/3 đất đai với 7 triệu dân. Đập tan kế hoạch Staley-Taylor, đẩy địch vào thế bị động phòng ngự. Mỹ, Ngụy mâu thuẫn sâu sắc, thanh toán lẫn nhau. Chính quyền Diệm, Nhu không khống chế được tình hình, buộc Mỹ phải thay ngựa giữa dòng. Tháng 3 năm 1964, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị đặc biệt kêu gọi đồng bào cả nước, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt. Thực hiện lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, Bộ Công an phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, vì thống nhất đất nước. Phong trào đã động viên toàn lực lượng công an nỗ lực thi đua công tác và chiến đấu, mỗi người làm việc bằng hai, sẵn sàng chi viện cho an ninh miền Nam vì sự thống nhất đất nước. Chủ động đấu tranh với hoạt động phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, ngày 14 tháng 3 năm 1964, Bộ Công an ra chỉ thị về công tác phòng không nhân dân, trong đó có nội dung
giáo dục ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự trị an, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, phối hợp với quân đội dân quân tự vệ xây dựng phương án giữ gìn trật tự an ninh trước, trong và sau khi máy bay địch oanh tạc. Sau khi dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc, tấn công đánh phá dữ dội các cơ sở quân sự kinh tế dân cư tại Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Lực lượng công an vừa giúp dân sơ tán, dập lửa cứu người và hàng hóa, vừa tham gia bắn máy bay. Công an vũ trang Đồn Ròn, Quảng Bình là đơn vị đầu tiên đã dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay của giặc Mỹ vào ngày 5 tháng 8 năm 1964. Lực lượng công an tại tuyến lửa Quảng Trị, Quảng Bình, Vĩnh Linh, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đã không ngại hiểm nguy, đào bom cứu người, dập lửa cứu hàng, ngay cả khi máy bay Mỹ đang quần đảo ném bom. Để chủ động đón thời cơ, Bộ Công an đã cử đồng chí Nguyễn Tài, Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Cục trưởng và 10 đồng chí khác chi viện. Các đồng chí đã xuống con tàu không số xuất phát ngày 21 tháng 3 năm 1964 tại Hải Phòng vào Nam, tham gia Ủy viên Ban An ninh Trung ương Cục để chỉ đạo công tác an ninh miền Nam. Cũng trong giai đoạn này, Bộ Công an chi viện cho An ninh Trung ương Cục một khung cán bộ tiểu đoàn Công an Nhân dân vũ trang và cán bộ Công an Nhân dân để bổ sung cho lực lượng bảo vệ căn cứ và trinh sát vũ trang, tổng cộng hơn 3.000 cán bộ. Tất cả đã phát huy rất tốt, hiệu quả trên nhiều mặt trận công tác. Một mục đích là xuyên tư là tính là nó cho rằng hành quân cái kiểu này với lực lượng là 6 vạn nhưng mà tham gia vô trận địa là 45.000. Ở nằm ở ngoài đó là 15.000 để tham chiến, nhưng mà thực tế vô là 45.000. Mục đích của nó là để bắt cho đội Trung Cục. Trên đó là 30 mấy chiếc xe tăng M113 và M118 để tấn công vào là nơi căn cứ của khu ủy đang đóng. Chúng tôi đã chiến đấu là 9 ngày đêm liên tục, khoảng 45.000 quân của Mỹ bao vây chặt chẽ, chúng tôi đưa vào địa đạo là bảo vệ các đồng chí an toàn, sau đó đưa các đồng chí khu ủy về căn cứ khác. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 7 tháng 2 năm 1965, Mỹ đã mang mọi loại máy bay hiện đại nhất ra ném bom miền Bắc với hy vọng đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, ngăn chặn sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 19 tháng 1 năm 1965 đã quyết định tính toán một cách toàn diện yêu cầu công tác miền Nam và miền Bắc để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trước mắt và lâu dài. Đầu tháng 2 năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa quân Mỹ cùng chư hầu vào triển khai chiến lược chiến tranh cục bộ. Từ 25.000 cố vấn cuối năm 1964 đến tháng 10 năm 1965 đã có 200.000 quân Mỹ và chư hầu, gồm những sư đoàn thiện chiến nhất tham gia. Chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý đã phát triển với quy mô lớn cả về mức độ và tính chất thâm độc xảo quyệt. Thậm chí còn có thể đi đến chỗ giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 3, Hồ Chủ tịch khẳng định dù Mỹ có đưa thêm mấy chục vạn binh sĩ và có lôi kéo thêm quân đội các nước chư hầu và cuộc chiến tranh này thì quân ta cũng đánh thắng chúng. Cả nước
hướng về miền Nam. Đầu năm 1965, trên 600 đồng chí trinh sát, cảnh sát, kỹ thuật và một tổ giáo viên lần lượt lên đường chi viện cho trường an ninh miền và an ninh khu 5. Các đồng chí đã cùng chiến đấu với đồng chí đồng bào miền Nam ruột thịt. Trước âm mưu và hoạt động tàn bạo của địch, Trung ương Cục chỉ đạo an ninh các cấp phối hợp với lực lượng vũ trang tấn công địch dưới hai hình thức, chính trị và vũ trang. Bằng việc đẩy mạnh diệt ác, trừ gian, trừng trị những tên tình báo gián điệp, ác ôn nguy hiểm trong các thành phố, thị xã, đã làm cho địch hoang mang dao động ngay tại nơi mà chúng cho là an toàn nhất. Tổ điệp báo vũ trang của an ninh T4 đã tiêu diệt Nguyễn Văn Bông, chủ tịch Đảng Cấp Tiến, một tổ chức chống cộng triệt để và hết sức tinh vi, thâm độc. Tôi quyết định là cá nhân tôi là phải tham gia vào và kiếm thêm một người thứ hai nữa. Vì cái nhân vật số 2 này khi đó, đó thì tôi cũng rà soát lại trong anh em đó, thì thấy không còn ai thuận tiện hơn là anh Lê Văn Châu. Bởi vì khi đó anh Châu Đào Ngũ đang trốn nằm một chỗ, còn mấy anh em khác thì đang còn tại chức, còn đang làm việc. Nên tôi mới lại nói Lê Văn Châu, và Lê Văn Châu đồng ý cùng với tôi tham gia trận đánh này. Coi như tôi nói Lê Văn Châu là ngày hôm trước và ngày hôm sau là thực hiện liền rồi, trong vòng chớp nhoáng. Sáng hôm sau thì anh Ba Điệp ra báo cáo kết quả mình thực hiện đúng 100% theo cái kế hoạch của mình. Và như vậy là mình diệt được Bông. Và sau đó bốn thằng cần về nó bị thương, trong đó một con một tay nó đưa vào bệnh viện cũng chết luôn. Sau cái vụ chết này rồi đó, thì nội bộ của địch giữa phe quân sự với dân sự là mâu thuẫn với nhau. Tổ trinh sát vũ trang của an ninh T4 đã tiêu diệt Trần Văn Văn, chủ tịch Quốc hội Ngụy Quyền, tại ngã tư đường Phan Thanh Giản, Phan Kế Bính. Tôi cùng với anh tám em đi xe Honda ra đó. Anh đứng cách 100 thước cho xe Honda nổ máy garanti. Tôi đứng đó coi như đóng vai một sinh viên đi học để chờ xe. Khi thấy xe Trần Nhân Văn đến, tôi đã chuẩn bị hành động. Khi Trần Nhân Văn chạy ngang qua, tôi dùng súng định bắn ngang bàn tang của ngay đầu nó. Nhưng ngược lại là chiếc viên đạn đầu tiên nó lép, thì trên Trần Nhân nhóm người dòm lại phía tôi. Tôi sẽ nổ liên tục 3 phát vào nó, vào ngực nó. Những chiến công đặc biệt xuất sắc của an ninh Sài Gòn Gia Đình và an ninh miền Đông kết hợp với lực lượng vũ trang và quần chúng, trong 20 ngày đêm chiến đấu, ta đã đập tan trận càn Antebro, tiêu diệt 3.200 tên địch, phá hủy 140 xe tăng, xe bọc thép, bắn cháy 25 máy bay, bắn chìm 2 tàu chiến. Lực lượng vũ trang giải phóng và an ninh Trung cục, Trung đoàn 180 trong 51 ngày đêm đã đập tan trận càn Giang Sơn City, tiêu diệt 4.000 tên địch, phá hủy 692 xe quân sự, bắn rơi 90 máy bay, phá hủy 64 đài bác, bảo vệ. Tớ rất vui vì miền Nam Việt Nam. Đầu năm 1965, được sự chi viện của miền Bắc, lực lượng vũ trang khu 5 phát triển thành tiểu đoàn 10. Bộ Công an cũng đã thành lập trung tâm tình báo hoạt động tại khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đơn vị T-65 để vừa thu thập tin tức, tình báo, phục vụ bảo vệ miền Bắc, vừa rút kinh nghiệm chỉ đạo điệp báo miền Nam. Trong thời gian này, tình báo của ta đã nắm được những mâu thuẫn trong phe phái chính trị Sài Gòn, kế hoạch Mỹ mở rộng chiến tranh cục bộ, chiến thuật trực thăng vận và nắm được ý đồ của Mỹ khi tạo dựng sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Năm 1967, theo lệnh Mỹ, chính quyền Sài Gòn thành lập tổ chức tình báo hỗn hợp với cái tên Ủy ban Phượng Hoàng, có hệ thống từ trung ương tới địa phương cấp xã với mục tiêu phục vụ việc bình định toàn miền Nam. Hoạt động của Phượng Hoàng đã gây cho cách mạng một số thiệt hại nhất định. Trước tình hình đó, trinh sát thám không của ta đã phối hợp với lực lượng tình báo nắm tình hình, phát
hiện nội gián, thông báo âm mưu hoạt động và kế hoạch hành quân của địch, để mỗi địa phương kịp thời bảo vệ lực lượng, đánh địch có hiệu quả. Từ đó mà thông tin hai chiều được củng cố thông suốt giữa an ninh trung ương cục với an ninh các khu và với Bộ Công an. Cục kỹ thuật đã nghiên cứu, sản xuất hàng ngàn giấy căn cước, giấy miễn quân dịch, sự vụ lệnh, giống của địch để cán bộ chi viện hoạt động trong lòng địch. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 phân tích so sánh thế lực của ta và địch và đã đi đến nhận định chúng ta thắng địch cả về chiến lược, chiến thuật. Địch đang ở thế thua, thế bị động. Cần tập trung lực lượng đánh mạnh, thắng to hơn nữa, buộc chúng phải đàm phán với ta. Cuối năm 1967, Bộ Công an mở 4 lớp đào tạo tại nơi sơ tán Vân Môn, Tam Thiên, Bất Bạt. Và đầu năm 1968, 776 cán bộ chiến sĩ công an đã lên đường đến chiến trường Trị Thiên, Huế, khu 5 và B2. Cùng với việc đưa cán bộ chi viện phục vụ tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968, Bộ Công an còn huy động các cục nghiệp vụ tổng kết công tác tiếp quản đô thị ở miền Bắc khi mới giải phóng để xây dựng phương án tiếp quản mới, kịp thời giúp cho an ninh miền Nam vận dụng. Trước những biến chuyển mới của tình hình, Bộ Công an đã điều động đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Quang Việt, đồng chí Nguyễn Hoàn là Ủy viên Ban An ninh Trung ương Cục vừa chữa bệnh xong ở ngoài Bắc, đồng chí Lê Thanh Vân, một cán bộ miền Nam tập kết, hiện đang giữ chức Cục trưởng Cục Phái Khiển, đã lập tức lên đường chi viện. Các đồng chí đã mang theo nhiều tài liệu về công tác an ninh miền Nam, công tác trấn áp phản cách mạng trong quá trình giải phóng đô thị, giúp Ban An ninh Trung ương Cục nghiên cứu vận dụng. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng nhận định, địch đang xa lầy và lúng túng trên các chiến trường. Mâu thuẫn trong nội bộ chính phủ Mỹ và chính quyền Ngụy ngày càng gay gắt. Ngụy quân, Ngụy quyền hoang mang dao động. Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968. Tại Thừa Thiên Huế, lực lượng an ninh đã chuẩn bị sơ đồ các mục tiêu địa điểm trọng yếu của địch để quân ta tiến công, chiếm giữ, lên danh sách bọn cầm đầu và nơi trú ngụ của chúng để ta bắt và tiêu diệt. Trong đó có nhiều tên cầm đầu, thu nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác sau này. Phối hợp với lực lượng vũ trang, giải thoát cho 2.300 cán bộ chiến sĩ và đồng bào bị địch giam tại nhà lao Thừa Phủ. An ninh Sài Gòn gia đình đã đánh lớn vào tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu. Trên các mũi tấn công vào thành phố thị xã, lực lượng an ninh vừa làm nhiệm vụ bảo vệ dẫn đường cho quân giải phóng, vừa phối hợp tấn công địch, phá 4.200 ấp chiến lược, giải phóng 250.000 dân và giải thoát cho 6.674 cán bộ bị bắt giam giữ. Điển hình là chiến công đặc biệt xuất sắc trong suốt 8 ngày đêm chiến đấu và hy sinh anh dũng của 12 đồng chí an ninh T4 đánh trả một tiểu đoàn của địch, bảo vệ an toàn cho cuộc di chuyển của Bộ Tư lệnh Tiền phương ngay tại cửa ngõ Sài Gòn. Trong cái thắng lợi mà chung của cái Mậu Thân năm 1968 mà Đảng có đánh giá là cái thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, thì tôi thấy cái về cái mặt công tác an ninh cũng là có một cái vai trò vừa đóng góp hết sức to lớn mà vừa cũng có một cái ý nghĩa hết sức là cơ bản rất tốt đối với công tác của ngành, kể cả trong vấn đề đánh địch, kể cả trong vấn đề xây dựng lực lượng. Tôi chứng kiến một cái mà trong đời tôi không bao giờ quên được là cái sự tan rã của cái bộ máy Ngụy quyền từ tỉnh cho đến cơ sở. Sau những ngày bị động và thất bại nặng nề, địch đã phản ứng quyết liệt.
huy động 1/3 số máy bay thường trực của Mỹ vào chiến trường miền Nam, trong đó sử dụng nhiều máy bay thả chất độc hóa học, đánh phá dữ dội mang tính hủy diệt và ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc. Mỹ quyết định tiến hành Việt Nam hóa chiến tranh, tăng cường cố vấn và trang bị vũ khí cho quân đội ngụy để phản kích cách mạng, đẩy mạnh phát triển tình báo và gián điệp, triển khai kế hoạch Phượng Hoàng xuống tận xã, ấp, lập nhiều đồn bốt. Tại khu Sài Gòn Gia Định, lực lượng cảnh sát nội đô tăng từ 50.000 lên 100.000 tên để bịt các cửa ngõ ra vào và kiểm soát bắt bớ hết sức gắt gao. Đây là thời kỳ cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn và tổn thất. Nhiều cán bộ an ninh, nhiều cơ sở bí mật của lực lượng công an đã anh dũng hy sinh. Trước những tổn thất to lớn của đồng bào, đồng chí, Bộ Công an quyết định phải tăng cường đánh mạnh trên các mặt trận để bảo vệ thành quả và các cơ sở đã có. Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 1968, 1.109 cán bộ, trong đó có 776 công an nhân dân và 333 công an vũ trang đã chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngoài việc tổ chức đi thành đoàn theo đường mòn Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn, một số cán bộ trung cao cấp theo đường hàng không qua Campuchia để kịp thời phục vụ cho an ninh miền Nam. Vào được chỉ có 2 ngày thôi, nghỉ là bắt đầu bung xuống để nắm luôn ngay tình hình ở chiến trường và xuống để vận động giữ dân, rồi phát hiện tề điệp ngầm để mà phục vụ cho cái việc xây dựng chính quyền mới. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã họp và đề ra khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, động viên toàn quân, toàn dân quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, huy động cao độ sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Trong thư chúc Tết Xuân Kỷ Dậu, Bác Hồ đã khái quát phương hướng chiến lược bằng câu đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Ngày 1 tháng 2 năm 1969, Ban An ninh Trung ương Cục ra chỉ thị công tác an ninh phải chủ động nắm toàn diện, cụ thể, chính xác về tổ chức, âm mưu, thủ đoạn của gián điệp Mỹ, ngụy để chủ động đánh bại âm mưu hoạt động gián điệp của địch. Tại Quảng Bình, đầu năm 1970, Bộ Công an đã huấn luyện cho 2 lớp gồm 160 cán bộ an ninh nòng cốt phục vụ cho yêu cầu công tác của an ninh trị Thiên Huế. Các đồng chí lãnh đạo của Ban An ninh khu ủy đã quyết định điều động một bộ phận cán bộ nòng cốt ra tại Quảng Bình để đào tạo cán bộ nghiệp vụ và học tập. Biết rằng điều động bộ phận cán bộ đi ra đào tạo thì lực lượng chiến đấu chiến trường sẽ mỏng hơn, nhưng có thể nói đây là một cái tầm chiến lược nhìn xa, không những phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt mà còn phục vụ cho nhiệm vụ lâu dài. Cuối năm 1970, Bộ tăng cường chi viện 44 cán bộ cơ yếu, 59 cán bộ kỹ thuật cùng 20 tấn hàng thiết bị, thông tin, kỹ thuật, vũ khí cho an ninh miền Nam, cho an ninh khu 6 và khu 10, mỗi nơi một phân đội an ninh vũ trang. Ngày 29 tháng 10 năm 1971, Bộ Công an thành lập trường đào tạo cán bộ an ninh miền Nam, gồm các đồng chí đã kinh qua chiến đấu tại miền Nam và con em cán bộ miền Nam tập kết để tiếp tục phục vụ cho cuộc chiến đấu. Đạo bộ lúc bây giờ và đảng đoàn của công an bây giờ cũng rất là sáng suốt, nên là tính toán làm thế nào để là chuẩn bị cho nếu mà có cái thời cơ giải phóng thì sẽ có một cái đội ngũ cán bộ để mà phục vụ cho cái việc chúng ta sẽ giải phóng miền Nam. Nhưng đồng thời nhiệm vụ trước mắt thì vẫn tiếp tục là chi viện cho chiến trường. Cái giai đoạn mở E1-1 là một cái giai đoạn rất là cơ bản để sau này tiếp tục
Một số thì về chiến đấu và công tác, một số thì có cái nền tảng là tiếp tục học tập nâng lên. Chủ động chuẩn bị cho cuộc tấn công chiến lược, Bộ Công an ra chỉ thị số 54 động viên cán bộ chiến sĩ. Cán bộ chiến sĩ ở bất kỳ cương vị công tác nào, hãy khẩn trương sắp xếp công việc, thu xếp gia đình, tranh thủ học tập các tài liệu cần thiết và rèn luyện sức khỏe, sẵn sàng mọi mặt khi có lệnh là ra tiền tuyến. Đầu năm 1972, 816 cán bộ công an, trong đó 251 người quê miền Nam, 565 người quê miền Bắc đã lên đường vượt Trường Sơn. Ngày 15 tháng 3 năm 1972, Thường vụ Trung ương Cục ra nghị quyết những vấn đề cơ bản của an ninh miền Nam và xác định công tác an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống gián điệp và phản động. Từ quý 2 năm 1972 đến hết năm 1973, Ban An ninh Trung ương Cục đã mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ chiến sĩ an ninh trên nhiều lĩnh vực như điệp báo, bảo vệ chính trị, trinh sát vũ trang, bảo vệ nội bộ, an ninh đô thị, chấp pháp. Lực lượng điệp báo các khu tỉnh tổ chức tấn công vũ trang các cơ quan đầu não của địch, diệt trừ những tên đầu sỏ nguy hiểm trong ngụy quyền và cảnh sát ngụy. Những điệp vụ vũ trang tiêu diệt bọn ngụy quyền đầu sỏ, diệt ác ôn ngay giữa Sài Gòn, đánh cơ quan dân ý vụ ở Quảng Nam, phá kế hoạch bình định của địch ở Đồng Tháp, đã làm cho địch thiệt hại nặng nề. Tôi tham gia hoạt động, thì tham gia chiến đấu gồm 17 trận, diệt 174 tên địch. Đó là những tên ác ôn, tin tình báo triệu hồi và bình định của ủy quyền Sài Gòn. Dưới ánh sáng của nghị quyết Trung ương Cục, lực lượng an ninh toàn miền đã đẩy mạnh hoạt động trên các chiến trường, chiếm lĩnh công sở, cơ quan hành chính và đàn áp của ngụy, phát động quần chúng tố giác địch cài lại, kêu gọi mọi người giao nộp chất nổ, chất cháy, giải phóng đến đâu, thiết lập sự kiểm soát của chính quyền cách mạng đến đó, góp phần cùng toàn quân và toàn dân miền Nam đánh bại kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của chúng. Tiếp tục bị thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam những năm 1971-1972, bước đường cùng, đế quốc Mỹ đã tập trung tất cả máy bay hiện đại nhất cùng một khối lượng bom đạn khổng lồ đánh phá dữ dội Hà Nội, Hải Phòng, hòng lật ngược thế cờ. Nhưng chúng cũng không ngờ lại vấp phải sự giáng trả đích đáng của quân và dân miền Bắc trong 12 ngày đêm, làm nên một Điện Biên Phủ trên không, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Tuy nhiên, với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, cố bám lấy miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, Mỹ đã tăng cường viện trợ cho Nguyễn Văn Thiệu, để lại 20.000 cố vấn quân sự khoác áo dân sự, lập chi nhánh CIA ở 4 vùng chiến thuật: Đà Nẵng, Nha Trang, Biên Hòa, Cần Thơ và biệt khu Sài Gòn, để giúp Thiệu tiếp tục cuộc chiến tranh. Từ tháng 2 năm 1973 đến trước chiến dịch Đông Xuân 1974-1975, lực lượng an ninh miền Nam đã đẩy mạnh hoạt động vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị của quần chúng để chống địch càn quét lấn chiếm, giữ vững vùng giải phóng, bóc gỡ mạng lưới tình báo gián điệp, nội gián của địch để bảo vệ các cơ quan đảng, căn cứ cách mạng, bảo vệ kho tàng vũ khí, đạn dược. Tổ chức những trận đánh vào đô thị căn cứ của địch, tiêu diệt và bắt sống nhiều tên cảnh sát ác ôn có nợ máu, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề. Sau cuộc họp Bộ Chính trị tháng 9
năm 1974, xác định thời cơ đã đến, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ thị xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh các trụ sở cơ quan tình báo, cảnh sát và các cơ quan đàn áp khác của địch khi giải phóng miền Nam. Phân định rõ cơ quan địch mà lực lượng an ninh trực tiếp tấn công, chiếm lĩnh với cơ quan địch mà lực lượng an ninh cần phối hợp với quân đội tấn công chiếm lĩnh như Tổng nha Cảnh sát, Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Đầu năm 1975, 1/3 số cán bộ tình báo đã được chi viện cho điệp báo miền Nam, trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho điệp báo Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, khu 5 và an ninh T4. Đồng thời cung cấp cho điệp báo miền Nam danh sách hàng ngàn đối tượng nguy hiểm, địa chỉ các cơ quan tình báo trá hình của địch. Chuẩn bị cho tổng tấn công và nổi dậy, lực lượng công an đã đẩy mạnh hoạt động nội tuyến, cung cấp cho ta sơ đồ, hệ thống bố phòng, những mục tiêu quan trọng để triển khai kế hoạch đánh nghi binh. Lúc bây giờ mình chủ trương tức là xây dựng an ninh mà làm chủ, để cho mình có những cái bàn đạp mình vào trong Sài Gòn, thì là Sài Gòn làm cái đó là khá. Tức là coi như là mình nối được có những các cái lõm làm chủ từ ở ngoài Hóc Môn, từ ngoài Củ Chi vào đến bước vào đến Hóc Môn, vào đến Gò Vấp, rồi vào đến cái quận, mấy cái quận ven này. Đó, thì cái đó là tương đối làm ấy. Mà chính cái đó nó giúp cho cái việc là về sau mà tổng công kích. Trận mở màn cho cuộc tổng tấn công tại thị xã Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, lực lượng công an tham gia cùng quân đội tấn công truy kích địch, chiếm giữ những mục tiêu đã được phân công, đánh chiếm trại giam, giải thoát cán bộ nhân dân đang bị giam giữ. Thất thủ ở Tây Nguyên, địch tháo chạy về miền Trung, lực lượng an ninh tại Thừa Thiên Huế vừa nắm tình hình, vừa mở đường tham gia các hướng tấn công. Ba đại đội an ninh vũ trang C-111, C-112, C-114 và Ban An ninh Đà Nẵng phối hợp với trinh sát vũ trang truy quét tàn binh, giữ gìn trật tự thành phố. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị ra quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong tháng 4 năm 1975. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, Ban An ninh miền đã quyết định điều động đồng chí Cao Đăng Chiếm, Phó Ban An ninh Trung ương Cục, vào Bộ Chỉ huy Tiền phương làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản. 1.500 cán bộ chiến sĩ An ninh Trung ương Cục, 1.000 cơ sở hoạt động trong nội thành làm nhiệm vụ tiêu diệt các hang ổ đề kháng của địch. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về việc động viên sức người sức của chi viện cách mạng miền Nam, từ tháng 1 năm 1975 đến 29 tháng 4 năm 1975, Bộ Công an đã chi viện 4.500 cán bộ có thâm niên, kinh nghiệm công tác để tiếp quản và quản lý an ninh trật tự vùng mới giải phóng. Cuộc tấn công thần tốc của quân và dân ta ở miền Nam đã giành được thắng lợi hết sức to lớn, giải phóng Tây Nguyên, toàn bộ các tỉnh ven biển miền Trung đến trước cửa ngõ Sài Gòn. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Trần Văn Hương tuyên bố từ chức, giao lại chính quyền cho Dương Văn Minh. Trong thời điểm này, các lực lượng an ninh ở các mũi đã áp sát cửa ô. Lực lượng an ninh T4 trực tiếp dẫn đường cho quân chủ lực từ năm hướng, đồng loạt tấn công vào nội thành Sài Gòn, chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng như Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Bộ Chỉ huy Cảnh sát Đô thành Sài Gòn, Ty Cảnh sát Gia Định. 8 giờ sáng ngày 30 thì tôi được cơ sở báo tin
là Ngụy đã tan rã và chạy tán loạn, thì cấp tốc để cướp thời cơ, tôi cùng một đại đội an ninh vũ trang lấy phương tiện của địch tại Bình Chánh đi vào Sài Gòn để mà chiếm lĩnh cái tập nha. Vào thời điểm quyết định, các cơ sở của điệp báo và lực lượng an ninh nhận nhiệm vụ bám sát các đối tượng cầm đầu chính quyền Ngụy, thuyết phục họ đầu hàng vô điều kiện để thành phố không bị chiến tranh tàn phá. Đặc biệt, tổ điệp báo A10 cùng lực lượng tình báo quân đội đã tiếp cận và trực tiếp tác động Dương Văn Minh sớm đầu hàng để hạn chế được thương vong của quân đội và nhân dân ta trong ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Động là có lực lượng thì tác động trực tiếp bằng cách là sĩ quan của nó vô kêu là phải đầu hàng đi. Còn mình thì tác động về chính trị thì xung quanh mấy cái tay mà xung quanh dở đó, như là Vũ Văn Mẫu, rồi thì Lý Quý Trung, Lý Trung giờ còn đấy nè, rồi thì là nhiều người nữa. Ở trong cái nghị viện của mình cũng có một, mình trong nghị viện của nó mình cũng có được mớ trong đó thì tác động. Và lúc đó thì thằng Hoa Sĩ Ớt của mình đây nè thì là đưa ở trong cái Vinh Hoa Lan này, cho nên mới đảm bảo được cái việc mà nó yên lặng cái cỡ như thế này. Chứ không thì nó còn chống vài ngày nữa thì cũng còn đổ máu cũng dữ lắm, chứ ở cái thành phố này không phải đơn giản đâu. Nhất mà tớ từng nhìn thấy này, cuối cùng chỗ này miền Nam hoàn toàn giải phóng, gần 1,3 triệu quân chủ lực Ngụy, hàng trăm ngàn sĩ quan nhân viên cảnh sát, hàng chục ngàn nhân viên tình báo, Phượng Hoàng, Thiên Nga tan rã co cụm lại Sài Gòn và các thành phố lớn. Các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh ngổn ngang, tội phạm hình sự, côn đồ nguy hiểm v.v. cướp phá tài sản, gây nhiều tội ác với nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã điều động gần 1 vạn cán bộ chiến sĩ tăng cường cho an ninh miền Nam, nâng tổng số lực lượng an ninh miền Nam lên 49.787 người, trong đó cán bộ miền Bắc chi viện là 35.728 người, để làm công tác đăng ký trình diện, học tập cải tạo, truy tìm gián điệp cài lại, khai thác nhân viên tình báo để làm trong sạch nội bộ, xử lý phân loại hồ sơ, ổn định an ninh trật tự. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30, đồng chí Lê Duẩn đã nói, trong những lực lượng cách mạng thì công an là lực lượng đặc biệt, vừa quân sự vừa chính trị. Lực lượng này là lực lượng đặc biệt có tính chất quân sự và chính trị đầy đủ nhất, có các phương tiện chống địch về mọi mặt. Trong suốt 21 năm, cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân ta, bằng cái sự nỗ lực, bằng cái tinh thần chiến đấu kiên cường bất khuất và anh hùng của dân tộc ta, trong đó có lực lượng công an nhân dân, đã góp phần hết sức to lớn vào cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc. Những cái đóng góp ấy đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và ghi nhận những cái sự hy sinh và đóng góp to lớn của công an nhân dân và cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất nước. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc luôn là những bản hùng ca và cũng là những khúc bi tráng bất diệt. Trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ 21 năm để đi đến ngày toàn thắng, đã có hàng triệu người ngã xuống, 8.311 cán bộ chiến sĩ công an đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất mà họ đã chiến đấu, đã cống hiến và hy sinh. Họ đã giữ trọn lời thề với Đảng, sẽ mãi làm ngọn đuốc thắp
sáng cho sự bình yên trong cuộc sống này. Làm người lính vì đảng nguyện hiến dâng, vì đảng nguyện quên mình, vì đảng nguyện hiến dâng.